như là con CF 350 ở đằng sau đây, tiếng nó cứng thì đánh tầm xa nghe nó sẽ phê. Còn với những dòng súp mà sinh ra để dùng gia đình thì phải cần tiếng nó mềm, nó sâu và nó không có đuôi. Đấy là những cái mà yêu cầu của một con súp hay. Wow, tiếng súp rất phê bác ơi. Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Sóng Âm Thanh. Và hôm nay thì em đang test một sản phẩm mà vừa mới về bên em, một dòng súp hơi bass 40 của thương hiệu CAF. Và bây giờ để mà hát karaoke lại hoặc nghe nhạc thì cái súp bây giờ là một thiết bị mà nếu như các bác muốn nghe hay, muốn nghe phê, đặc biệt là những bác nào mà thích thể loại nhạc bạo lực như là DJ này, Vina House này, Remix này, thì cái súp là một thiết bị mà nó không thể thiếu được rồi. Và gia đình thì đa phần là các bác hiện tại đang sử dụng những dòng súp điện bass 30 hoặc là những dòng súp hơi bass 40. Thì với những bác nào thích chẳng mạnh ấy, thì phải dùng súp 40 nghe mới căng, mới phê được. Và hôm nay thì em sẽ mang đến các bác một dòng súp hơi bass 40 nhập khẩu của thương hiệu CAF. Nếu như cái đây khoảng tầm 3 đến 4 năm trước thì súp hơi rất ít người dùng, nhưng hiện tại thì là rất nhiều bác dùng súp hơi trong gia đình. Và càng ngày thì các bác càng lựa chọn những sản phẩm hàng nhập khẩu. Bởi vì sao? Bởi vì là độ bền cao, tiếng nó hay, giá thành thì nó cũng chỉ cao hơn một chút so với hàng Việt Nam mà thôi, nó không quá cao quá nhiều đâu ạ. Thì trước mắt các bác đây là một dòng súp hơi 340 của CAF có model là MC115S. Đây là một dòng súp hơi mà có cái form dáng rất là nhỏ gọn. Đấy. Chọn mãi rồi lên sóng mới lên sóng với các bác, bởi vì sao? Tiếng này rất là mềm và sâu. Nếu như mà dùng sự kiện ấy, thì các bác cần những con súp tiếng nó cứng, nó gửi đi xa hơn. Ví dụ như là con CF 350 ở đằng sau đây, tiếng nó cứng thì đánh tầm xa, nghe nó sẽ phê. Còn với những dòng súp mà sinh ra để dùng gia đình thì phải cần tiếng nó mềm, nó sâu và nó không có đuôi. Đấy là những cái mà yêu cầu của một con súp hay. Thì với con súp này thì cái đầu tiên các bác phải xem là với thiết kế của nó rất là nhỏ gọn so với những cái dòng súp 40 trên thị trường. Nhưng mà nó sâu ấy, cái chiều sâu, nó sâu ở bên trong. Bách thử đo xem là con này cái kích cỡ như nào nào. Thước ở đây đo luôn xem nào. Đấy. Con này sâu là 67 phân. Cao bao nhiêu? Cao là 47 phân luôn. Ngang bao nhiêu? Ngang là 51 phân. 51 phần thì tức là em sẽ cao bằng 3 con súp. Đấy, các bác xem thằng cu này này, nó ăn rồi nó bê loa nhiều, có người nó không lớn hết được. Hôm qua đi chợ bảo mua cho hộp cám cò mà quên mất. Đấy, con này thì đây để các bác xem nhá. Con này thì đầu tiên là cái lớp sơn của nó. Sơn con này thì được làm bằng sơn gì đấy bác? Sơn sần. Sơn rất là mát tay này. Gai rất là to này. Nó sẽ có hai cái tay sách ở hai bên để các vận chuyển, một cái lỗ để các bác có thể cắm loa ở đây. Đấy. Và cái căng của con này thì nó giống với một con loa của CF là mẫu MC18. Đây là logo này. Và cái logo CF cái heo đặt ở giữa đây. Cái căng con này làm cũng khá đơn giản thôi, nhưng mà nhìn khá đẹp. Đấy. Em quay mặt sau đây xem nào. Đây, các bác nhìn rõ không ạ? Đây. Đây là một sản phẩm được nhập khẩu bởi công ty AVV Việt Nam, CAF MC115S. Con này thì công suất là 450W các bác nhá. 450W và độ nhạy khá là cao này, 98 decibel, khá là cao. Như vậy thì các bác ghép âm ly nó cũng đỡ hơn. Con này các bác chỉ cần một con âm ly 800 thôi đánh là ok rồi. Đây. Giải tần đáp ứng nó là từ 45Hz đến 300Hz. Tí đọc kilohertz. Hai đường link này, input và link này. Đấy. Đây các bác xem này, những đường nét của nó này. Nói chung đây là một dòng súp mà cái form dáng thì cái chiều sâu nó hơi sâu bên trong một chút, nhưng mà cái chiều cao và chiều ngang thì nó khá là nhỏ gọn so với những dòng súp 40. Ok, em lắp vào đánh thử xem nào. Đấy, bác nào muốn nghe nhạc phê này thì đầu tư con này. Cái này thì các bác có thể là chơi tốt trong cái phòng gia đình khoảng tầm 50 mét vuông.
đổ lại các bác nhá. Cao hơn 50 mét vuông thì thôi dùng 50. Bây giờ người ta dùng hết là hàng nhập khẩu rồi, tiếng nó hay mà nó bền. Nhưng con này giá hơi cao một chút ạ, giá hơi chát một chút đấy. Ấy, đầu tiên thì em sẽ bật một bản nhạc không có súp để các bác nghe nhá, đánh một đôi loa full. Và tí nữa thì em sẽ cho súp vào để các bác có thể cảm nhận được sự rõ rệt của con súp CIF này. Lên bài nhạc đi em. Để loa không? Súp vào đi. Và con này là con súp 40 nhưng em đoán luôn là con này nó phải dùng loại côn từ lớn ấy thì đánh cái tiếng được như vậy được. Mở ra em ơi, bỏ đây mở ra luôn xem nào. Để các bác đỡ tò mò đúng không? Các bác đeo tai nghe và các bác mới cảm thấy phê, và em ở đây này em cảm thấy rất là phê. Với cái dòng này thì tiếng nó rất là mềm như vậy nên là dùng gia đình hợp lý nhất, còn đâu nếu phòng hát này hay là nếu sự kiện thì dùng cái súp khác. Bác nào mà thích mấy cái thể loại nhạc mạnh rồi chơi này thôi rồi, hết thuốc luôn. Mà tội giá hơi mắc một chút, khoảng tầm chục triệu. Đây, các bác có thể xem luôn, đây là cái củ bát nó bên trong này. Đấy, củ bát con này dùng gân vải tẩm dầu 3 lớp ở cái màng của này. Đây. Đấy. Mở luôn đây sao. Con này có một điểm trừ các bác nhá. Điểm trừ đó là gì ạ? Đó là cái lớp vỏ này nó làm bằng giấy ép. Đấy. Em bỏ cục bát ra đi. Bên trong nhìn này. Từ từ. Bên trong các bác có thể nhìn cái lớp gỗ bên trong. Đây là những cái lớp bông. Cái kiểu thùng này thì rất nhiều hãng làm này. Ok, em mở để xuống đây đi. Ok, ok. Đây, các bác xem này. Đây là bên trong của nó này. Con này thì côn 100 từ 22, đoán ngay mà. Tại vì là dòng đánh công suất lớn. Đây. Chung là con củ bát này thì nhìn nó cũng không có gì là quá đặc biệt, nhưng mà ở đây cũng là dòng củ bát loại tốt. Quan trọng là cái tiếng nó hay là được rồi. Đấy các bác xem nhá. Đây là củ bát của con MC15 các bác nhá. Làm một cái súp rất đơn giản, có mỗi cái gì ạ? Có mỗi cái vỏ thùng, có mỗi cái củ bát thôi, nhưng mà để mà làm một súp hay thì nó còn khó được cả làm loa. Đây là người ta phải tính toán rất là kỹ, căn từng chút một cái cấu tạo thùng thì nó mới được lên cái chất súp hay như vậy. Và súp thì nó có hai loại, một là đánh tầm gần như là dòng này này, đánh rất là mềm tiếng thì nó đánh gần. Còn ví dụ như con CF kìa, các bác xem là đánh nó rất là cứng tiếng nếu như đứng gần, nhưng mà xa nghe rất là phê. Thì mỗi một dòng nó sinh ra nó đáp ứng được một cái môi trường khác nhau. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu đến các bác cái dòng súp hơi 340 của thương hiệu CIF. Đây là một dòng súp hơi dùng gia đình rất ok, tiếng mềm sâu, nhưng mà nhược điểm của nó nói luôn là cái vỏ thùng
là nó bằng vỏ giấy ép đấy. Bác nào quan tâm về dòng sản phẩm này thì bác có thể là alo luôn cho bên em. Giá con này nó xấp xỉ khoảng 10 triệu các bác nhá. Khá là cao so với thị trường nhưng mà cái tiếng rất là hay. Ok, và bên đóng lại thôi. Đấy. Các bác vừa xem kênh em cũng yên tâm là sản phẩm có cái nào nó như vậy. Không bao giờ gọi là tâng lên sản phẩm một tí nào luôn. Đấy. Ok, chào các bác nhá.